Hello, xin chào bạn, mình là chào mừng các bạn quay lại video mình. Và hôm nay chúng ta lại tiếp tục với event thôi nào. Các bạn hãy xem hết video để chúng ta xem phần thưởng đợt event này như nào và thể lệ chơi ra sao nhá. Và không biết bạn nào đã nhận được vật phẩm UGC là con ngộ không nhỏ nhỏ này chưa. Hiện tại thì hai nhiệm vụ bên trên mình đã hoàn thành hết rồi. Còn nhiệm vụ cuối cùng là farm quái thôi. Không biết là farm bao lâu nữa sẽ được bao lượt, nhưng hiện tại với 18 lượt quay thì mình cũng chả hy vọng được cái vật phẩm này, được những vũ khí thần thoại này đặc. Cái này đến sau nâng cấp lên chim đi 2+ lấy điểm sưu tập vũ khí thôi các bạn. Và ở nhóm mình thì có tổng số 5.000 cái vật phẩm UC này, hiện tại chỉ còn 3.000, hơn 3.000 một chút thôi, tức là chúng ta chỉ có hơn 3.000 bạn ở trong nhánh này của mình sẽ được nhận cái vật phẩm UC này. Và chúng ta cùng xem cái gói Plus cộng. Hôm qua thì mình nghĩ nó tồn tại vĩnh viễn cơ, hôm nay thì vào xem lại mới thấy là nó chỉ tồn tại trong 21 ngày thôi. Hiện tại nó đang S1, không biết là bao giờ nó ra S2. Nhưng nếu ra S2 các bạn sẽ phải dành ra 1.399 da đe nữa. Đây, với S1 đây. Và sau khi sự kiện này kết thúc, chúng ta lại sẽ mất một slot vũ khí này và mất một slot mở đá nữa. Vậy chúng ta sẽ lại quay lại mốc ban đầu thôi, đợi season 2 chúng ta mua tiếp vậy. Cân nhắc nhé, bạn nào mà ít ra đi à nên cân nhắc có mua hay không. Rồi, hôm nay thì mình cũng đã đến Never 23 rồi các bạn. Mình thấy một món quà cực lớn ở đây, tức là cái quả hồ lô này. Và nó thấy được cộng hơn 200 OD EXP cơ. Và sau khi nhận xong thì mình không biết là mình sẽ được nhận bao nhiêu EXP nữa. Chúng ta cùng thử xem nào. Nhận luôn thôi các bạn ơi. Quan trọng nhất là cái hồ lô này. Trời ơi, nhìn vàng chóe chóe này. Nào, mình sẽ thử nâng cấp cây thu đơ nhé, xem nhận bao nhiêu EXP nhỉ. Úi trời ơi, 2,03 ND EXP. Tăng mấy level nhỉ? Tăng 3 level và tăng 10 y. Ui, nâng cấp ngay các bạn, cắn ngay. Mà còn một quả nữa mình sẽ dùng luôn các bạn ạ. Tăng 10 y chỉ với một quả holo đấy các bạn. Thật là xịn sò mà. Cái này chúng ta còn 2 quả nữa trong đấy thì phải. Này mà 36 nở ra quả thì khá là ngon. Các bạn nào có thì các bạn có thể dùng hoặc bán nhá. Mình thấy bán thì giá IP hôm nay nó giá trung bình nhỉ. Thì nó được khoảng 0.25 ra đi đến 0.3 ra đi cho một OD này. Và bây giờ mình sẽ thử nâng cấp cây Nín Mất Tật ở trong cái sự event này nhá. Với 20 spot chúng ta làm được gì nào? Như vậy 20 spot thì nên được Sini. Nên được Sini thôi này. Sini thì chưa, nhưng Sini 2+ thì chưa được các bạn ạ. Cái này sau đó mình sẽ nâng mắc Thunder, sau đó cho nó ít EXP ở đây để lấy mình cái búp của nó vậy. Rồi nâng cấp luôn đến cộng còn 10 spot thì sẽ lên được cộng mấy nào. Như vậy nên cộng 7. Nên được cộng 7, cộng 8 là hết à. Nên cộng 8 trở nên là mất 2 spot rồi. Không biết nó lên được cộng 20 không. Mình nghĩ với cấp bậc như vậy cộng 20 rồi. À, mình chỉ còn 2 nhiệm vụ, 3 nhiệm vụ ở trong cái season này nữa thôi. Đây mình sẽ thử mở thử với 30k. Cái farm đi tím hy vọng mình sẽ mở được khoảng 4 đến 5 cái gate ở map 24, map 28 này. Hy vọng mình xong chỉ còn mười mấy ngày, 21 ngày chứ. 21 ngày mình sẽ hoàn thành luôn cái nhiệm vụ này thôi. Nhận luôn 10 gate. Để có thể mắc never càng nhanh càng tốt các bạn ạ. Và như vậy với hơn 30k fan đế tím thì mình đã được 4 cái gate thần thoại ở map 28 rồi. Và chúng ta cùng xem nhiệm vụ sẽ hoàn thành như nào. Và nó không hề cập nhật các bạn ạ. Hiện tại cái mốc này của mình vẫn đang 0/10 này. Cái này chắc do lỗi game thôi. Hôm qua mình nghĩ là tưởng nó fix cái lỗi rồi cơ. Rồi chúng ta lại tiếp tục khám phá tham luôn nào. Hiện tại thì lượng IP nó tăng lên thì mình chưa biết là trong tham này nó tăng lên bao nhiêu nữa.
Xong khi đi xong mình ra xem có bao nhiêu nhá. Với giá SP hiện tại thì một lần đi tham không biết bán được bao nhiêu giá đi ạ nữa. Nhưng lần này không được cộng 20 à, không được nhân 20 rồi. Tiếp tục hy vọng được cây Hono. Các bạn Hono thì ngày hôm nay giá vẫn từ 50 đến 60 ra đi nhá. Các bạn nào có Hono thì tranh thủ bán đi, xong đến lúc nào cần thiết để mua nâng lại nhá. Còn những bạn Pro thì đang nâng lên để lên 10 gì để bán rồi. Hiện tại bạc cũng khá quý giá các bạn. Từ này ra cái nâng, ra rất nhiều vé xoay trứng này. Nhiều khi có vé xoay trứng mà mua bạc để mua. Rồi chúng ta cùng khám phá xem nào. Với lượng EIP ngày hôm nay nó tăng lên bao nhiêu nào. Trước tiên vẫn phải mua hết những cái bot này các bạn. Bot này rất đợi này. Hôm nào có nhân đam, nhân nhiếc, nhân 5 đam các bạn dùng bot này. Hiện tại bot server khá là chảy, đánh mỏi tay. Mà hôm nào không dùng bot thì rất gì khó thắng. Độ có độ 3 pro đánh khá nhanh, nhưng độ 1-2 người đánh khá là vất vả. Ôi, 13 OD, 13 OD trong một lần mua. Như vậy 10 lần mua các bạn có 130 OD rồi. Với giá SP là 0.3. 0.3 thì 30G à, 39G. Thế này sau khi full xe này các bạn bán trung bình chỉ được 30 ra đi thôi các bạn. Khá là ít. Rồi, hôm nay thì với nhân 5 quy thì không thể bỏ lỡ con bot điên cuồng. Thử mình sẽ phải thay con pet 10, con pet 10 quy vào để lấy thêm lượng quy đã các bạn. Pet 10 giờ khá là ít người mua các bạn. Pet 9 giờ còn túc tắc có người mua. Giờ thị trường pet này khá là tẻ nhạt. Pet 4, pet 5 này rất nhiều người mua nhá. Rồi ok, như vậy một lần mình đi bot thì đã mở được khoảng 1.8B quy. Chúng ta cùng xem mình đang có bao nhiêu chìa khóa nào. Như vậy 45k, hơn 45k chìa khóa. Mình sẽ đi hết cái số chìa khóa này để chúng ta cùng xem lên được bao nhiêu BQ nhá. Mình sẽ dùng cả boost nhân 2 quy và nhân 3 quy luôn. Mắc luôn. Tiếc là boss pet của mình không phải pet ESO, nếu pet ESO thì được khá là nhiều. Mình thấy pet ESO các pro khác được hơn 3, hơn 2 BQ trong một lần đi cơ. Mình được có một B 8 thôi. Vậy như vậy mình cũng đã đi xong rồi với hơn 40 45k. Hiện tại mình đang được hơn 40 BQ một chút. Và với lượng quy này thì nếu mà zone spell max 8 thì thoải mái các bạn. Trừ khi muốn cho lên cho pet ở max 16 thì sẽ rất chi tốn thôi. Thậm chí vài trăm B cũng hết thôi à. Bây giờ chúng ta cùng đến với chuyên mục chính của video ngày hôm nay, đó chính là event. Và phần thưởng cho người may mắn nhất trong đợt event này sẽ là một cây Hono map 39 1.87 y. Và người may mắn thứ nhì sẽ được một cây Exotic map 41 1.17 y. Và max cộng 10 hết rồi nhá. Ngoài ra chúng ta vẫn còn những giải khuyến khích là 100 ra đi dành cho những bạn mà cũng có chút may mắn ở đây. Và thể lệ event thì các bạn hãy chọn một số duy nhất từ số 150. Các bạn để lại comment ở dưới video kèm theo ID game nhé. Để sau khi các bạn thắng mình còn liên hệ nhận giải, hoặc các bạn có thể liên hệ qua mình. Và video mình hôm nay đến đây kết thúc rồi. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video mình nhé. Các bạn hãy giúp mình một like, một share và nhấn subscribe nha. Bye bye.